ngày 27. Đức bà de Napoes, Pháp. Một niềm vui được chia sẻ là một niềm vui nhân đôi. Một nỗi buồn được chia sẻ là một nỗi buồn vơi đi một nửa. Đa số chúng ta đều đã trải qua kinh nghiệm này. Chúng ta được tăng lương, một em bé sắp chào đời, những tin vui qua thư từ. Dù sao niềm vui ấy cũng chưa trọn vẹn cho đến khi nào được chúng ta chia sẻ cho mọi người bạn. Trong những lúc âu sầu, đôi tay cảm thông của một người bạn cũng có thể đem lại sự an ủi. Nỗi đắng cay được chia sẻ ấy giờ đây đã có thể kham được. Thật đáng vui mừng, Đức Maria đã sống rất gần gũi với con người. Ngay khi vừa nhận được tin mừng từ sứ thần, mẹ đã vội vã lên đường đi chia sẻ với bà Elizabeth. Trong vườn phản bội, cả Chúa cũng cần đến sự cảm thông gần gũi của con người. Lạy mẹ Maria, xin giúp con nhớ rằng không ai là một hòn đảo. Tha nhân cần con cũng cần tha nhân. Xin đưa con xa khỏi bóng tối của sự cô đơn mà vào ánh sáng của tình yêu. Lạy mẹ Maria, sức khỏe bệnh nhân, chúng con cầu xin mẹ luôn luôn chăm sóc cho các nhu cầu của chúng con. Diane Cousin.